Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lê Anh Quốc, một bác sĩ y học cổ truyền. Hiện tôi đang là giám đốc của công ty Y Dược Viên Minh, kiêm phụ trách phòng mạch Viên Minh Đường, là nơi mà khám chữa bệnh và đặc biệt là tư vấn cho những cái trẻ nhỏ xử lý những cái bệnh thông thường bằng việc kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và những cái kiến thức mới nhất của y học hiện đại. Đồng thời tôi cũng là bố của ba người con. Thì cũng giống như những cặp bố mẹ khác, thì tôi cũng gặp một số vấn đề là con của tôi thỉnh thoảng cũng ốm sốt, ho hắng sổ mũi. Những cái lần như vậy ấy thì tôi thường ưu tiên là áp dụng những cái bài thuốc dân gian cho trẻ, những cái vị thuốc mà có sẵn ở vườn nhà hoặc là những cái loại mình vẫn làm gia vị hàng ngày, ví dụ như gừng, tỏi, hành, hoặc là ưu tiên những cái phương pháp massage bấm huyệt để giúp con của tôi nhanh chóng thoát khỏi tình trạng ho sốt cảm cúm. Tôi cũng không ngờ là hiệu quả của việc massage bấm huyệt lên cơ thể bé lại tốt đến như vậy. Con của tôi là nhanh chóng thoát khỏi được tình trạng sốt này, ho hắng sổ mũi hoặc là đầy bụng chầm tiêu chỉ sau 1 đến 2 lần xoa bóp hoặc là massage cho trẻ. Vì vậy thì tôi muốn chia sẻ cho những ông bố ba mẹ mà đang tìm kiếm cái phương pháp nuôi con một cách tự nhiên, khỏe mạnh. Trong cái khóa học này ấy, thì bố mẹ sẽ được biết những cái kiến thức, những cái thủ thuật để giúp trẻ có thể cải thiện được tình trạng sốt, tình trạng ho cảm cúm hoặc là cải thiện cái chứng biếng ăn, cải thiện được cái tình trạng ốm đau lặp đi lặp lại thường xuyên. Tức là thông qua việc xoa bóp sẽ làm tăng cường sức đề kháng cho trẻ, tăng khả năng miễn dịch. Chúng ta chỉ cần bỏ ra 10 đến 20 phút mỗi ngày, vừa tương tác với trẻ, vừa nói chuyện, vừa chơi cùng với bé, đồng thời thì có thể massage bấm huyệt lên cơ thể bé để giúp bé phát triển một cách toàn diện, tăng cường thể chất, trí lực và hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.